Rồi, giới thiệu với tất cả anh em, đây là một cái chiếc quạt để bàn của Đức. Toàn bộ thân đều là được làm bằng thép kim loại không rỉ. Thì Superior nè, em này có một cái đeo là nằm ngay trên này, nó là ST30M1, tổng công suất là 35W và sử dụng được đa dòng điện, tại vì em này là hàng Đức, hàng châu Âu. Thì em sẽ test cái con này cho tất cả anh em. Đây, Em quạt nha. Em này có thể quay và có ba cái tốc độ gió, toàn bộ đều được làm bằng kim loại, rất là đẹp luôn. Cánh bên trong cũng là kim loại luôn. Lòng quạt thì khoảng tầm là 430 nè, 30. Ok, bây giờ mình sẽ test nhé. Đây là mức số 1. Mức số 2. Mức số 3. Giờ nó quay thì nó như thế nào? Để xuống như những cái quạt bình thường. Mức 2, ba, ngay chỗ này chúng ta có một cái cần gạt để có thể điều chỉnh được cái hướng của phần quạt nhé. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất nha. Đây là quạt.